Hello, chào đón mọi người đã quay trở lại với cái kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm một cái clip mới để giới thiệu cho các bạn. Thì hôm nay ở đây mình có một cái hộp này. Đây là đèn đèn tia cực tím. Đèn này thì rẻ thôi, mình mua của Trung Quốc các bạn. Cái loại xách tay như có mấy chục ngàn à. Này, mình sẽ cho các bạn xem điều gì ẩn đằng sau những tờ tiền này. Đó là một cái bí mật động trời. Phải là gọi là động trời nha các bạn. Nó không hề xuất hiện ở ngay mặt tiền của những tờ tiền này. Có nghĩa là các bạn chỉ có dùng đèn soi á, các bạn mới thấy được. Đây mình sẽ khui cho các bạn xem. Đây hình dáng của cái đèn nó là như vậy. Đây cái đèn cầm tay. Còn cái loại mà phức tạp hơn á thì các bạn vào trong ngân hàng á, ngân hàng họ họ có một cái máy mà chuyên để soi tiền giả, thì đó cũng sử dụng đèn tia cực tím luôn. Đây mình mở ra đây này, mở ra ở đây nó không có đề cực âm cực dương gì hết. Thì mình xem hộp ở đây, cái hộp ở đây nó có ghi nè, đây nè. Đấy. Đây cực dương cực âm. Khi mà mở nắp, nắp của chúng ta bây giờ là xoay theo hướng này, xoay theo hướng này nha, đúng không bạn, đúng không? Đó thì bây giờ mình đưa cái cực âm vào trước, đưa cực âm vào trước, mình sẽ đưa cực âm ở trên vào trước này. Âm vào trước. Thì sau này là cực dương. Cực dương mình sẽ hướng ra ngoài. Sau đó mình đóng lại. Cũng nên cẩn thận để cái này là cũng đồ dởm của Trung Quốc mình sản xuất nha các bạn. Nó rất là lỏng lẻo. Nghĩ chắc xài cỡ vài lần là nó hư rồi. Tại vì đồ rẻ mà. Còn cái loại mà mắc tiền thì mình không thể nào mà mua được. Rồi, vô rồi. Còn cái đèn này là cái đèn tia cực tím này. Đó. Gắn vào cho nó giống chiều. Bây giờ mở lên thôi. Đó, được rồi đã. Cái này là đèn pin. Còn cái ở dưới này là nó kích hoạt cái đèn tia cực tím này. Đó. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình tắt đèn để mình soi những tờ tiền này nha. Thì mình nói sẵn luôn cho mấy bạn, thì những tờ tiền này mình đã lựa qua rồi. Thì nhưng mình lựa những cái tờ nào mà có bảo an nó đẹp á thì mình mới làm clip cho các bạn xem. Rồi, đợi mình một chút. Đây, đó, các bạn thấy không? Tuyệt vời chưa? Trước tiên mình sẽ show cho các bạn xem những cái tờ này trước nha. Tại sao lại nó lại có những cái loại này? Những loại này là bằng những cái bảo an. Bảo an nha các bạn, bảo an là gì? Bảo an là những cái dấu hiệu để mà nhà in và ngân hàng có thể phân biệt giữa tiền thật và tiền giả. Thường bảo an thường xuất hiện trên tiền thật. Tất cả những tờ tiền phát hành ra đều có bảo an hết, và không phải tờ nào cũng có bảo an soi đèn như thế này. Không phải tờ nào cũng có nha các bạn, tùy theo công nghệ của cái nước đó in tiền như thế nào thì mới có. Đây là nước Trinidad and Tobago. Đó. Kể cả cái số series này nó cũng có dạ quang luôn đó bạn. Mình soi lên mình mới thấy. Hay ha. Còn tờ này là tờ 2T nữa bạn. Các bạn thấy nó lấp lánh không? Đó. Không phải tờ tiền nào cũng có thể dạ quang nha các bạn. Các bạn đừng có lầm.
Nhiều khi các bạn thấy những tờ nào mà các bạn soi đèn mà các bạn không thấy, các bạn lại nói là tiền giả, thì nó có đó lại oan trong mình quá. Thực chất thì giả quan tùy tùy tờ mới có nha các bạn. Đây là New Zealand đây, đó. Các bạn có thấy giả quan không? Một cái bờ đường vệt màu trắng luôn đó. Đó. Còn cái này là Sudan nè, đó rất là đẹp. Cái loại này á là nhũ, nhũ á, nhũ có nghĩa là nó sẽ phun trực tiếp lên trên tờ tiền, mình cạo không có ra đâu, còn nếu mà cạo ra là hàng mã đó. Các bạn thấy không? Đó. Còn đây là đảo Sheep nè. Cái này là cái gì các bạn biết không? Đây là chỉ sợi dạ quang. Loại này các bạn thường hay bắt gặp vào những cái tờ tiền lẻ của Việt Nam á, ví dụ như tờ 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng hay thường có đó. Những sợi này nó sẽ phát quang khi mà các bạn chiếu đèn tia cực tím vào. Tờ này là tờ Thái nè. Các bạn thấy không? Tờ Thái nó không có, nhưng không có nghĩa nó là giả. Tại vì công nghệ in tiền của loại này không có, nhưng mà nó sẽ có cái loại bảo an khác. Bảo an này sẽ thô soi bằng mắt thường chứ không phải dùng đèn tia cực tím. Đó. Rồi. Đây cũng là đảo Sheep đi. Đó. 10 bảng thì mình cứ soi lên nó sẽ thấy số 10. Đằng sau nó có con chim. Rất là tuyệt vời các bạn. À, lần trước mình có giới thiệu cho các bạn về tiền Việt Nam Cộng Hòa á, thì nó có bảo an luôn, cũng soi dạ quang như thế này, nhưng mà chỉ có dòng 55 thôi. Đây là loại sợi sợi chỉ bảo an đây, sợi chỉ dạ quang chứ. Này, tiền Bỉ các bạn, tiền này thì mình đánh giá thì nó rất giá trị, nó rất là cao, đẹp, rất đẹp. Còn đây là Sri Lanka. Sri Lanka đó. Bằng mắt thường bạn không thể nào bạn thấy được cái con sư tử này cầm cái kiếm gì đâu. Chỉ khi nào mà mình mới dùng đèn thì mình mới thấy được. Đó là những cái bí mật mà của những nhà in nó đã đưa vào đây. Đó, nè, cái này là phần, này là phần nhũ. Thì nhà in này kho nhũ không có phát dạ quang, chỉ có sợi chỉ bạc của nó sẽ dạ quang thôi, khác nhau. Còn đây là đảo Sheep đi. Chim chóc gì nè. Thì có nhiều bạn hỏi sở thích của mình là cái gì, thì mình nói luôn là mình sở thích của mình là cái này nè. Đó, nhờ cái này mình mới có thể mình lan tỏa niềm đam mê và tìm kiếm những người bạn cùng chí hướng với mình. Để rồi mình mới đầu mình mở shop, mình kinh doanh luôn. Đấy, đây là tờ 100 Hồng Kông mà của nhà in Trung Quốc in. Đó. Tờ này là tờ Malaysia nè. BNM nè, là có nghĩa là Bank Negara Malaysia, có nghĩa là bằng ngân hàng liên bang á, liên bang Malaysia. Đó. Tờ này là Hồng Kông nè. The Hồng Kông Shanghai Banking Corporation nè, có nghĩa là ngân hàng HSBC đấy. Cái logo đó đây nè. Đó. Những cái công nghệ này là những bông công nghệ mật nha các bạn. Ở bên ngoài không thể nào mà làm được. Nếu mà làm được thì họ sẽ hủy những cái tờ tiền này liền. Giống như đô la Mỹ đó các bạn. Đô la Mỹ giả các bạn rất là khó phân biệt. Nhưng mà một khi mà nhà in Mỹ nó đã phân, nếu như là nó đưa vào trong tờ tiền khoảng mấy chục cái bảo an á, nếu mà
hơn 80% báo án có thể là được làm giả, thì họ sẽ hủy tờ đó, họ sẽ in cái tờ khác, phát hành tiền mới. Đây là tờ 5 đô la Úc này. Các bạn thấy 5 đô la Úc này không có báo án, không có báo án giả quan. Đây là Ethiopia, đây là báo án cả vừng luôn, vừng ở đây luôn, giả quan. Đây là Naui, Naui mới phát hành tờ này là năm 2017, 2018 chứ, hay là lộn. Còn cái này là từng tiền Pháp mà, 200 franc. Báo an nó chỉ có một vần ở trên này thôi. Đó. Rồi đây là cái nhũ của nó đi. Đây là Bỉ. Đây là tờ Sudan. Đó, người ta thấy bảo an của nó không? Mặt trước có, mặt sau lại không có. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nó là cái tờ nó có hai lớp. Mỗi tờ tiền nó đều có hai lớp. Còn cái này là bóng chìm mà nó có dạ quang luôn. Syria. Còn đây là Iceland. Iceland có vẻ như nó lung linh hơn. Mà mặt sau lại không có. Còn đây là Sri Lanka, Hồng Kông. Ây da. Còn đây là Gambia. Gambia. Một phụ nữ châu Phi môi sưng. Đó là gu của những anh da trắng. Những người da trắng rất là thích những cái phụ nữ mà da đen ngăm ngăm rồi đó. Đây là Sierra Leone. Những cái nước châu Phi này nghe có vẻ rất là lạ. Mà bạn nào nếu mà rành địa lý thì các bạn thấy nó rất là đổi là bình thường. Đây là tiền Pháp. Thì cái số lượng tiền nó nhiều quá, mình không thể nào mình giới thiệu hết cho các bạn được. Mình chỉ lấy sơ sơ những cái tờ mà có bảo an đẹp mình cho các bạn xem thôi. Thì sau đây mình sẽ soi thêm về tiền Venezuela. Tiền Venezuela này. Các bạn đợi mình một chút. Đó. Các bạn thấy không? Tiền Venezuela. Báo án của nó rất là đẹp. Đây là bộ phát hành năm 2018. Tất cả đều có sợi bảo an, sợi dạ quang luôn. Dạ quang này rất là lạ nè, vừa xanh vừa đỏ vừa tím. Chưa. Nhưng mà đến đây thì cái nhũ này nè, cái sợi nó không có gì, không có dạ quang. Dạ quang cả cái bản đồ luôn. Hay không? Mình rất là thích tiền Venezuela các bạn. Đợi tổng thống bên Venezuela mà sụp đổ thì chắc có lẽ mình nghĩ tiền Venezuela nó sẽ bắt đầu nó khan hiếm. Ngày xưa cái loại này mình mua rất là cao. Bây giờ nó chỉ có vài chục ngàn một tờ thôi. Một thời kỷ niệm. À. Mấy tờ sau cũng hao hao giống nhau thôi. Từ mệnh giá nhỏ đến mệnh giá lớn thì nó đều có bảo an hết. À, tóm lại ở đây là cái gì các bạn biết không? Tờ tiền nào cũng có bảo an và không phải tờ tiền nào cũng có bảo an và dạ quang.
Mình chỉ kết luận cho các bạn là một câu như vậy thôi. Thì các bạn cứ căn cứ vào đó, thì các bạn cứ tham khảo về sau. Không có nghĩa là tờ tiền nào cũng có giả quan. Không có nghĩa là giả nha các bạn. Các bạn nhớ kỹ nha. Rồi mình bắt đầu mình đi mở đèn lại. Rồi. Nóng quá. Đúng là đồ Trung Quốc. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Cái đèn này thì các bạn hỏi mua ở đâu á thì các bạn cứ liên hệ với mình. Giá của đèn này là khoảng 150. Mà mình nói luôn là đèn Trung Quốc nha các bạn. Đèn Trung Quốc. Các bạn có thể dùng để mà soi tiền giả hay là soi tiền gì mà mình đang xài cũng được nữa. Các bạn cứ soi thích cứ soi. Nói chung cái loại này mình soi cho biết thôi. Chứ cũng không giúp ích được cái gì cho mình hết á. Nếu mà các bạn muốn chơi chuyên sâu á, các bạn cứ soi và chụp lên khoe là cũng được. Rồi. Cứ subscribe theo dõi các kênh của mình. Rồi hàng tuần mình sẽ gửi clip cho các bạn. Thông báo nó sẽ gửi đến tận điện thoại luôn. Nhờ các bạn tha hồ mà các bạn xem. À, nếu mà thấy hay á, các bạn nhớ chia sẻ cái clip này cho mình. Còn nếu không hay thì đừng nên chia sẻ, mình cũng không khuyến khích lắm. Các bạn thấy hay chứ chia sẻ mình cảm ơn rất là nhiều. Mình không cần các bạn phải ví dụ như mua hàng của mình hay sao á, chỉ ngồi chứ nếu chỉ cần các bạn thấy mình hay á, clip hay thì cứ share vậy thôi. Còn nếu mà bạn nào thích hơn nữa thì cứ qua nhà mình ngồi lựa cũng được, lấy một tờ 20-30 ngàn mình cũng vui rồi. Rồi rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip. Còn nếu mà có gì mà muốn liên hệ với mình á thì các bạn cứ liên hệ với mình qua những cái thông tin dưới đây. Đây là số điện thoại mình đi. Số điện thoại mình là sử dụng cả Zalo nha. Đây là địa chỉ. Rồi. Nhớ theo dõi kênh của mình nha.